Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, trong hôm qua, ở khu vực từ Nghệ An tới Quảng Ngãi đều xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ, và mức nhiệt này sẽ tiếp tục lặp lại trong ngày hôm nay. Cụ thể, do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn, nên trong ngày, khu vực từ Thanh Hóa tới Phú Yên tiếp tục có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, một số nơi ở vùng núi phía Tây trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 12-16 giờ. Dự báo sang tới ngày mai, nắng nóng sẽ còn gia tăng hơn nữa với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ, có nơi trên 39 độ. Riêng một số nơi có khả năng trên 40 độ như tại Tương Dương, Quỳ Hợp, Con Cuông của Nghệ An, Hưng Khê Hà Tĩnh, Đông Hà Quảng Trị hay là Nam Đông Thừa Thiên Huế. Trời nắng khô với độ ẩm không khí từ 45-60% nên nguy cơ xảy ra hỏa hoạn, cháy nổ ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Cảnh báo nguy cơ về cháy rừng, người dân cần hết sức thận trọng khi đi đốt nương rẫy tại các cánh rừng ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. Trở ra các tỉnh miền Bắc, hôm nay vùng áp thấp nóng phía Tây cũng là hình thái thời tiết chi phối toàn khu vực. Trời có nắng với cường độ nắng khá mạnh vào trưa chiều, nhiệt độ tăng cao. Mức nhiệt cao nhất là từ 35-37 độ, riêng một số nơi ở khu Tây Bắc như tại Mường Lay, Mường La, Phú Yên hay là Mai Châu, nhiệt độ có thể trên ngưỡng 38 độ. Trời nắng nóng gay gắt. Ban ngày nắng nóng, độ ẩm không khí tương đối thấp, thấp nhất trong ngày phổ biến từ 50-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 12-17 giờ. Khu vực Hà Nội cũng sẽ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37-39 độ, có nơi trên 39 độ. Người dân cần chú ý hạn chế tham gia các hoạt động ngoài trời trong khoảng thời gian này để đảm bảo sức khỏe của mình. Đợt nắng nóng này có khả năng sẽ kéo dài đến đầu tháng 6 năm 2021. Vì theo dự báo phải đến ngày 4 tháng 6, khi một rãnh áp thấp từ phía Bắc di chuyển xuống, kết hợp với hội tụ gió, thì khu vực vùng núi Bắc Bộ sẽ xảy ra mưa vừa và mưa to. Mưa sau đó sẽ di chuyển xuống khu vực đồng bằng Bắc Bộ, nắng nóng tạm thời chấm dứt trên khu vực. Đối với khu vực phía Nam, gió mùa Tây Nam đang suy yếu, tuy nhiên chiều tối nay vẫn có mưa rào và dông rải rác. Còn ban ngày trời có nắng sớm, nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên khoảng từ 30-33 độ, tại khu vực Nam Bộ là từ 32-35 độ. Nắng nóng cục bộ xuất hiện ở Ayunpa hay là Madrak với nhiệt độ 36 độ và cả khu vực Đông Nam Bộ. Tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước trong ngày và đêm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, gió nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, gió nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ, có nơi trên 38 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng phía Bắc có nơi có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ, phía Nam từ 31-34 độ. Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 21 tới 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 tới 34 độ. Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 tới 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 tới 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 4. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3 cấp 4. Bắc Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3 cấp 4. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.